vô hết rồi chị. Cái gì hơi bị. Quá đáng rồi, cái này ngạo về sớm làm sao đó không? À, phải đợi chiều giờ rồi. Chiều giờ nó cái gì? Ở cái này cũng có cá. Rồi, cái này cũng có cá. Cái gì cái
mấy 30 tiền này. Ủa nó bỏ qua đây, tới đây luôn ta. Nó bỏ được cái này. Đấy rồi, nó mua mấy ký bán cái canh cho nó đi luôn rồi. Vào đây đi kẹp. Nó bên kia bán thì mua hay quay là 9 rưỡi thì mang. Không, khả năng cao á, khả năng mua heo quay. Đây kho cải chua. Lên đùi lại bán cho người ta đi. Phải chờ hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chục thì để nguyên xá xíu. Cái đó sườn sẩm anh. Em 50 sườn non với 50 xá xíu. Rồi. Rồi 50 để nguyên. 50 sườn non, 50 xá xíu. Là chung nha hay chung, sao? Chung. Để nguyên hết đúng không? Chặt hay để nguyên anh ơi. Sườn non xá xíu là của em đi. Chặt hay để nguyên? Chặt. Rồi chặt luôn. Để nguyên là tặng luôn. Chục xá xíu để nguyên. Rồi cái này sao? 50 ba rọi, 50 sườn non, 50 xá xíu, 50 sườn non. Mày lấy đi. Lấy lại đi. Không sao phải sườn cừ mà vậy? Chung luôn. Chung mới nghe rõ vàng. Lại chạy luôn. Ờ, kêu 50 xá xíu để nguyên, không lấy nó chấm. Chạy luôn. Hoành lợi giờ đó. Ừ, tí nó hoành lợi. Hoành lợi đó, nó dặn vậy đó. Cái gì ạ? Lấy 200 gram ba rọi. Còn chị đang chặt cái gì ơi? Chặt xe, chặt xe. 100.000 hai thử luôn. Cho chị miếng 100. Rồi, chị đang 80.000 luôn. 100.000 hai thử mà đậu xa xíu. Có nước chấm luôn con. Ủa hổm có con quay của ai mà cho tiền bà già vậy? Bà già làm thấy đứa vậy hả? Dạ. Bà già ở đâu hả? Cũng không quay cái máy cho bà già tiền bà già vào bà khóc quá trời đó. Bà già khóc quá thì khóc quá. Thấy thương quá ha. Trời. Nhớ hả? Quay nhiều quá. Có tiền thấy quay ngon ngon mà thì khóc quá. Dạ. 100.000 hai thứ. À. Sao chị Mai hay ổn mày Mai? Lấy cái gì chơi? Dạ 200 gram ba loại. Chặt không? Dạ chặt luôn. Cái đó lưỡi 30. Đúng rồi.
nói đi nghe hết anh ơi. Lấy em hai trăm đi chị. Anh hai bánh mày đang làm chứ sao mấy? Nó cứ kêu lên nó làm. 200 về chị, 200 gram. 200 gram. 200 gram, 200 ngàn á. Chặt không? Chặt luôn. Bán hết đi, không có đồ. Chị xong rồi vậy. Lấy cái đầu. 200 ngàn chặt luôn. Lấy cái nào? Lấy cái đầu rồi cho nó. Lấy cái bìa á. À, cái bìa cho nó nạt nạt chút nha. Lấy cái bìa nạt cái chị. 100 ngàn chị nói cho lũ tài. Cái này 45 ngàn. Đây đây cái đó mới. Đang yếu rồi con. Có sườn ở đây nè. 60 da luôn. Đập đúng. Cái này lẻ lẻ nha. Đây hết đồ rồi nó chú. Qua chợ đây này sao? Qua nhà chở đâu. Ba rọi hai đùi á. Ba rọi, một ký ba rọi cho em ơi. 700 ngàn. Rồi có ba rọi kỳ luôn nè lên đây. Ký 700 ngàn. Vừa vừa đừng bự quá. Cái lỗ tai. Là nhiêu anh? Dạ. Là nhiêu? Cầm cái lỗ tai. 300 ngàn. Đánh tai nghe này. Chặt nhỏ nhỏ giùm em nha. Sao nói lại giùm em cái vậy? Một ký, một nửa ký. Rồi sừng nâu. Rồi. Anh ngoài xe lấy gì anh ơi? Một ký ba rọi chặt nhỏ nhỏ. Ba rọi chặt nhỏ. Có má không? Cái lỗ tai. Có. Đó. Lấy ba miếng. Có má thịt đúng không? Một cái lỗ tai chục này. À 180 tổng cộng. Đổ ra đi, đổ ra đi.
Ừ. Bữa nay mấy chú nó đi. Rồi. Rồi ngủ quên hả? Hả? Trời lạnh ngủ quên hả? Ừ. Đó ba giá gì nữa. Thank you.
cái nước ít thôi nha em. Dạ, trong này hả? Trong này đi. Nó lỗi rồi, đổi hướng. Tao không phải lỗi cho nó luôn. Phải lỗi đúng không anh? Tới dưới cho mình đi ra. Kẹp xe. Vậy thì muốn ra.
xuống rồi bỏ một dưới đi. Chạy lại ăn dưới một nó dưới đi. Còn cây nào được không? Được, cây không, tới thì con nó mở ra. Trả xíu đi. Cái này nè con, biết sao ngon lắm. Làm đi đi à? Dạ. Con lỡ rồi, trả xíu đi. Quay lòng nhau à? Dạ, chưa. Qua mấy lần đi quay để gặp thì là cây đồn kia rồi. Đây là lần đầu tiên mà tới đây rồi. Một cái bảng khai trương của chị Mai đâu rồi? Thầy có bữa với bảng đó. Bên kia kìa. À, chị Mai là hôm nào mở khai trương bên kia. Thấy hai cho thời gian xíu chị. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nói chung là rất hấp dẫn luôn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay thì